hiện với vai trò MC dẫn dắt buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi tự lái chiếc Porsche Boxster màu vàng có giá hơn 5 tỷ đồng đến sự kiện. Cô cũng là một gương mặt quen thuộc, từng khiến nhiều người tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở top 15 chung cuộc trong cuộc thi này năm 2015. Vừa qua, nữ MC còn gây choáng với màn dẫn song ngữ 3.000 chữ và 75 tên riêng không vấp trong show thời trang Fashion Voyage The Show 3 Chasing the Sun. Điều này khiến cho những người quan tâm các cuộc thi sắc đẹp đồng loạt gọi tên Thanh Thanh Huyền với mong muốn cô sẽ tái xuất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi nhắc rất là nhiều vì không biết là mình có nên đi thi hay không. Bởi vì mình cảm thấy là việc đứng, thì cũng đứng trên sân khấu đó một tuần để viết tiếp ước mơ lớn cuộc đời. Vì lúc mình còn là một em bé thì mình đã rất là mong muốn được thi. Thì nhưng mà mình đồng thời cũng bối rối, không biết là hay là mình ở đây là một người đi trước để mình chia sẻ lại những kinh nghiệm cho các bạn, và đồng thời có thể là mình sẽ làm MC cuộc thi để mà có thể kết nối với mọi người, để có thể hô to tên Hoa hậu mới, Hoa hậu Hoàn vũ mới của Việt Nam thì sao. Và cũng mong là mọi người sẽ cùng góp ý cho mình để xem là mình nên hoàn thiện những cái điểm nào nữa để có thể trở lại. Mọi người hỏi là bây giờ mình muốn đổi phương vị hay mình muốn cầm micro, thì mình xin khẳng định là mình muốn đổi phương vị và cầm micro một lúc, dù có như thế nào thì mình vẫn sẽ là một MC. Khi họp báo vừa kết thúc, Thanh Thanh Huyền tiếp tục gây chú ý khi ra về bằng chiếc Porsche Boxster màu vàng. Đây là dòng xe thể thao mui trần hạng sang được nữ MC tậu vì quá yêu thích kiểu dáng cùng màu sắc nổi bật của nó. Đây là một chiếc xe bình thường thôi mọi người ơi, cũng là một phương tiện thôi, nhưng mà Huyền thì đặc biệt hơn, Huyền thích những chiếc xe nó nhỏ nhỏ, nó là xe thể thao thì nó phù hợp với tính cách của Huyền. Ngoài Huyền cũng một người khá là cá tính. Đây thì hôm nay Huyền không có tài xế nên Huyền phải tự lái xe đi làm. Mà cũng hay là bởi vì cái váy của mình ngày hôm nay màu vàng, thì nó giống như cái xe của mình chạy tới đây ngày hôm nay.